Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái bịch bim bim siêu to khổng lồ. Các bạn nhìn này. Úi giời, quá to luôn. Và đây nó là một cái bịch bim bim của Thái Lan các bạn ạ. Hôm nay thì mình đi vào một cái cửa hàng trái cây ngoại gần nhà mình. Thì mình đã ngay lập tức bị thu hút sự chú ý bởi cái gói bim bim khổng lồ này. Thế là mình đã mua nó với giá 120k các bạn ạ. Nó to cỡ bằng cái gối đầu của mình. Để mình thử gối đầu xem nào. Và đúng là gối đầu luôn được các bạn ạ. Nó rất là êm. Mỗi tội là nó phát ra cái tiếng kêu sột soạt hơi nhiều một tí. Cái vỏ của nó rất là chắc chắn luôn các bạn. Một người mà nặng 65kg như mình ngồi lên mà vẫn vô tư không sao cả. Nó không bị nổ. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ làm một cái bài test khủng khiếp hơn. Để xem là mình sẽ thử đứng lên cái gói bim bim này. Để xem nó có bục không nha các bạn. Cảm giác cũng khá là chắc chắn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử cho nốt chân kia lên xem sao nhá. 1 2 3. Ôi giời. Cái gói bim bim thì nó không bị làm sao cả, chỉ có mình là bị mất thăng bằng và mình nhào người về phía trước thôi. Giờ mình sẽ đứng lại thêm một lần nữa. Các bạn thấy sao? Mình đang đứng trên không khí. Wow. Với cái độ bền khủng khiếp như này thì các bạn ví dụ như là đi chơi một nhóm nhiều người có thể mua chung một gói này, mang đi mình vừa gối đầu, mình vừa làm gối ôm được. Xong lúc nào đói thì bóc ra ăn. Ok, sau một hồi hành hạ cái gói bim bim này thì mình thấy nó rất là đáng thương rồi. Bây giờ mình sẽ bóc ra để ăn xem là vị của nó như nào. Như vậy là bên trong nó sẽ có 6 gói bim bim nhỏ như này. Mỗi một màu này là 2 gói nha các bạn. Mình sẽ ăn thử gói màu cam trước. Cái mùi và cái hình dáng của bim bim rất giống với bim bim Oishi của Việt Nam. Và trong cái gói bim bim nhỏ nó sẽ có một cái gói sốt chấm đi kèm. Không phải một đâu mà là 2 gói liền các bạn ạ. Đây mình có thêm gói này nữa. Mời các bạn nha. Cái bim bim này ăn nó không có nhiều cái mùi tỏi như kiểu bim bim Oishi. Ăn nó thanh hơn và nó bùi hơn. Mình thích cái bim bim này rồi đấy. Bây giờ mình sẽ ăn thử nó với nước sốt. Ui, đúng không? Cái nước sốt này thì cái mùi tỏi nó rất là nhiều. Nó như kiểu nước mắm chanh tỏi ớt ấy. Cái vị của nước sốt này cũng giống nước mắm chanh tỏi ớt luôn. Ăn cũng ngon các bạn ạ. Ăn thì cái vị sốt chanh tỏi ớt nó nhiều hơn. Nhưng mà ăn nó hơi ngán. Tại vì cái nước mắm này của nó khá là ngọt. Khi mà ăn với tương cà chua ấy thì cảm giác mình như kiểu đang ăn bim bim cà chua. Nói chung là mình thấy thích vị nguyên bản nhất luôn. Ăn thơm giòn bùi. Cái vị cay nó ít lắm, không nhiều đâu. Ok, tiếp theo thì mình sẽ ăn thử gói màu xanh này. Nếu như gói màu xanh này mà nó y hệt gói màu da cam thì tức là nó chỉ khác nhau về màu sắc bao bì thôi. Còn hương vị thì nó vẫn là như vậy. Mình sẽ không cần phải ăn nốt gói màu đỏ nữa. Như vậy là hai cái gói bim bim này nó khác nhau các bạn ạ. Nó không phải là chỉ khác về mỗi bao bì. Đấy các bạn thấy không? Cái gói bim bim màu cam ấy thì cái màu của nó ngả màu nâu, màu đỏ nhiều hơn. Còn cái gói màu xanh ấy thì cái thanh bim bim của nó trắng hơn, xanh hơn. Cái gói màu xanh thì ăn nó không được bùi bằng. Cảm giác cái độ cháy của bim bim nó ít hơn. Và cái bim bim màu cam này ngoài ra nó còn có một chút cay nữa.
bim bim màu xanh này thì không có tí cay nào cả. Cuối cùng thì mình sẽ ăn gói bim bim màu đỏ. Đây là bim bim của gói bim bim màu xanh. Đây là bim bim của gói màu cam. Và đây là bim bim của gói màu đỏ. Mình cứ tưởng là nó phân loại theo cấp độ cay cơ. Màu đỏ thì sẽ phải đậm màu nhất và cay nhất. Nhưng mà hóa ra lại không phải. Màu đỏ thậm chí nó còn nhạt hơn hai màu còn lại. Và đây là tác hại của việc không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sau khi đọc lại thông tin trên bao bì thì mình đã phát hiện ra rằng ba gói này là ba gói vị hoàn toàn khác nhau. Một cái thì là vị nori rong biển, một cái thì lại là vị BBQ hải sản tôm, một cái thì là vị tôm. Mình đoán cái gói này là cái gói vị nori rong biển này, bởi vì nó có màu xanh. Nhưng hai gói này thì một gói vị tôm và một gói vị BBQ tôm. Thì thật sự là mình không biết tiếng Thái cho nên mình hơi khó để phân biệt hai gói này. Mình đoán gói này là vị BBQ, còn gói này là vị tôm. Chốt lại thì mình thấy cái gói bim bim này vị nào cũng ngon các bạn ạ. Vị nào cũng ngon, nhưng mình thích nhất là cái vị này. Ăn nó có cái gì bùi bùi, thơm thơm, kiểu như là hơi hơi có một chút vị cháy cháy ấy. Ăn mình thấy rất là ngon luôn. Cái vị rong biển này thì mình không thích lắm. Còn cái vị này thì nó chẳng có gì đặc sắc cả. Nó giống như một những cái loại bim bim thông thường thôi, nhưng mà nó ngon. Chốt lại thì mình thấy cái gói bim bim này ok nha các bạn. Một gói to như này 120, nhưng mà nó có 6 gói nhỏ thì tính ra khoảng 20.000 một gói nhỏ thôi. Bim bim của nó thì mình thấy ăn rất là thơm, ngon, ăn rất là cuốn luôn các bạn. Cảm giác nó đặc, nó giòn. Và cái bột của nó mình có một cái cảm giác gì đấy khi ăn, cảm giác nó mịn hơn, nó không bị kiểu hơi sạn sạn. Nói chung là mình hài lòng với cái trải nghiệm này.